Trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng hè 2023, Man United công bố cùng lúc 3 tân binh là Sergio Reguilón, Altay Behindia và Sofyan Amrabat. Trong đó, Altay Behindia là thủ môn được Quỷ Đỏ mua về từ Fenerbahce, Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi Sergio Reguilón cùng Sofyan Amrabat gia nhập đội chủ sân Old Trafford theo dạng cho mượn. Sofyan Amrabat chuyển đến từ Fiorentina, còn Sergio Reguilón sang Man United từ Tottenham Hotspur. Trước đó, trong cả kỳ chuyển nhượng kéo dài hơn 2 tháng, Man United đã chiêu mộ 4 tân binh là Mason Mount từ Chelsea, Johnny Evans tự do, Andre Onana từ Inter và Rasmus Højlund từ Atalanta. Những thông tin chính thức không tiết lộ số tiền mà Manchester United đã chi cho những tân binh kể trên, nhưng theo nhiều nguồn tin từ báo chí Anh, Manchester United phải bỏ ra số tiền gần 180 triệu bảng để đưa về 7 cầu thủ mới trong hè 2023. Bên cạnh việc bổ sung nhân sự, Man United cũng chia tay hàng loạt cầu thủ ở kỳ chuyển nhượng vừa qua. Tổng cộng đã có 28 cầu thủ rời Man United trong mùa hè 2023, trong đó có 5 cầu thủ rời đội theo dạng cho mượn. Một số gương mặt nổi bật rời Quỷ Đỏ trong kỳ chuyển nhượng vừa kết thúc là David De Gea, Phil Jones, Alex Tell, Fred Mason Greenwood.